Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau của xe 3 bánh dành cho người già và người khuyết tật. Bộ dàn này thì đã được lắp ráp sẵn rồi, sử dụng cầu sau V-Sai, động cơ 500W, có hộp số, có tiến lùi. Cầu này có chiều rộng là 63cm, tính từ mặt này qua mặt kia. Cầu này thì có thể lắp được cho rất nhiều các loại xe khác nhau. Tất cả các loại xe, ví dụ như là giảm xóc là lắp vào đây. Đôi lắp giảm xóc vào đây. Giá của bộ này thì cũng tương đối là rẻ thôi. Chạy V-Sai, có động cơ, có bánh, nốt không xăm, dốc nào cũng trèo được. Giá thì lại rất là rẻ. Đây các bạn chỉ việc tháo hai cái lò xo này, lắp rồi giảm xóc của xe điện cũ lắp lên đây là xong thôi. Đây là bộ V-Sai, động cơ là cầu này. Cái bộ này thì sử dụng phanh cơ. Đây là có phản quang này. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhé.